Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình sẽ update cho các bạn dự án Matter các bạn. Thì bạn nào có tham gia dự án này thì các bạn cần login vào tài khoản của mình để trả lời câu hỏi để kiếm thêm điểm nha các bạn. Thì ngày bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 thì các bạn nhập vào thông tin quốc gia của bạn, tham gia kênh Telegram của bạn nè. Thì đáp án mình để trong link mô tả cho các bạn nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn làm nhiệm vụ ngày 21 tháng 9 nha các bạn. Đáp án là đâu là một trong những trường hợp sử dụng mã thông báo chính. Thì đáp án mình có để trong phần link mô tả này các bạn. Đáp án là để lộn xộn các bạn. Thì đâu là những trường hợp sử dụng mã thông chính tất cả các câu trên. Rồi, các bạn bấm nạp nha các bạn. Chính xác. Ok, xin chúc mừng bạn đã trả lời câu đố chính xác. Tiếp tục thì từ hiểu biết của bạn về Matter, hãy trả lời câu hỏi sau đây. Các bạn chọn tất cả câu trên luôn các bạn. Nộp. Chính xác không? Chính xác không? Chính xác luôn. Này về dự án. Từ hiểu biết của bạn về Matter, hãy trả lời câu hỏi sau. Dự án này làm về game blockchain 3D nha các bạn. Và cryptocurrency nè, chọn A và B nha các bạn. Nộp nè. Thì đáp án thì nó để lộn xộn các bạn, mình cũng không có biết. Mình để đáp án cho bạn thì các bạn dựa vào trả lời các bạn, hoặc là các bạn có thể nãy nó có để cái trang cho các bạn tìm hiểu các bạn. Rồi, xin chúc mừng. Rồi mình làm nhiệm vụ ngày 20. Tiếp tục là các bạn tham gia Facebook của chúng tôi nè. Bạn bấm đi tham gia luôn nha các bạn. Rồi bấm thích nè. Like, chia sẻ công khai luôn nè. Rồi các bạn sẽ lại về nè. Rồi các bạn sẽ cộng được 200 điểm nữa nha các bạn. Rồi làm nhiệm vụ ngày 20 tháng 9 luôn nè. Nhập thông tin quốc gia của bạn là bạn chọn Việt Nam nè. Ok, tiếp tục tham gia kênh Telegram nữa nè. Rồi bạn chọn rào các bạn, rồi bạn bắt đắp lên nè. Rồi, đây có bao nhiêu cuộc đua gót trong Matter? Rồi, câu này các bạn chọn số 7 nha các bạn. Rồi bạn nộp nè các bạn. Chính xác không? Xin chúc mừng. Rồi, tiếp tục thì nó kêu các bạn like, share, subscribe, comment cho video nữa nè. Rồi sau đó, link comment YouTube. Rồi, thì các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Like, share, comment sao nhấp vào không được ta. Chắc nhiệm vụ này mình bỏ qua các bạn. Cái video của nó đâu mình không gặp. Thôi nhiệm vụ này hiện tại nó còn đang phá nha các bạn. Nhiệm vụ này chắc ngày 21, ngày 22 gì nó sẽ mở các bạn. Rồi, vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.